Yeah. Đó, giờ là Billy rồi với dì Hy nè cô chú. Hả? Nó vừa thấy mặt dì Hy. I built the right fish up. Rớt cái gì? Oh no. Yeah. Mama, I saw a puppy. Nó chờ cái hộp này đó. Ồ, nè. Cái này là cái máy bay đó, cái máy bay trực thăng đó. Mommy, I can see the paint. Look. Sao? Cái gì vậy? Look at this paint. À. Okay, this is the whole paint. Do you want to put the crab on? Mm. Yes. Can you put the crab right there, like this? Ah! Oh! Right there. Yeah, push it down. Nice. Good job. Giỏi quá. Nó chờ cái bộ này mới đầu là tính ra bill với ba nó cô chú. Cái xong rồi cái hả nó hỗ trợ gì ni qua bill gì ni, cái lần nó thấy mặt gì ni cái nó đội bộ này ra đi. Okay, I did it. Ủa sao con gỡ ra hết rồi? Because I want to build again. Oh. Gỡ ra để build lại đó, gỡ ra để ship lại đó. À, một chút nữa Lego nó build xong là nó sẽ giống như vậy nè cô chú nè. À, chay nó đang cái build cái em bé mà tóc vàng nè phải không ta? Con đang ship em bé tóc vàng phải không? Em nào? Ồ, em bé tóc đỏ hả? À, đang làm em bé tóc đỏ không phải tóc vàng. Right here. À đúng rồi, cái mặt này mới đúng. Con build hết nguyên cái này luôn đi. Đúng rồi. Đâu có đó, đâu phải swimsuit. No, it looks like it. À, nhìn giống cái bộ đồ bơi hết không? Rồi rồi. Ơi gì đây chưa? À, gì đây không có thấy con su lì của chay đâu. Chay có su lì bự lắm á. Su lì là gì? Con su lì monster. Yeah, remember you have one? Yeah. Chay có cái con huge one. As big as Jenny con hả? I'm gonna steal it. Mama, and remember the boy ran up to me and I hurt so bad. Mac Jenny đi. And he is right here. Uh-huh. What'd he do? Let's go fight him. Góc đi rồi. Nhìn vô góc đi. Không bánh này chưa có bánh nào hết trơn. Xì đâu vậy đó bác? Chưa có không có bánh nào. Cùng là xì đi. Xì. Mẹ không tắt đi. Hả? Mà mẹ hỏi con là con có vui không? Con có vui không? Dạ mẹ. Look at all the characters I have. Cũng còn mắc cỡ. Trời ơi, tự nhiên nó ngủ dậy con nguyên con một hồi tối này con ngủ sớm. Mà tối này con ngủ sớm luôn, mẹ thức cho tới hả 4 giờ sáng luôn. Thôi, con ngủ đi chứ kêu con dậy làm chi. À, mẹ nói là mẹ sẽ kêu con dậy hả? Mẹ đâu nói đâu. Nói nào. Mommy, daddy didn't wake me up. Ba ngủ luôn sao ba kêu con dậy được, hai cha con ngủ luôn. Yes, and a... Thôi, phụ gì ni bill lên xong cái helicopter đi kìa. Coffee. Trời, bữa nay kêu mẹ bằng mama nữa. Cái đó là đồ rồi tưới cây chứ coffee, cái đồ tưới cây. Ủa em bé đó đâu có cầm cái đó đâu. Yes. Không, cái ly này nè, cái ly này là chỉ để cái đằng sau đây thôi nè, chứ không em bé không có cầm cái đó đây nè. Mama. Mama. Nó kêu với bằng bé quá. Lớn rồi kêu mama như em bé vậy. Chay, chay hồi nãy dì Ni nói, dì Ni sẽ lấy cái con su lì của con rồi tính sao? Hả? Trời ơi, nó gặp mình lắm. Nhiều quá mà thấy. Trời ơi, là... Ok. Ni có thích chơi Lego không Ni? Hả? Ni muốn mua cái lớn luôn. Mà sao chị Ngọc không bao giờ thấy Ni mua vậy? Tại nó mắc. Hồi nhỏ Ni làm nhiều lắm, hồi nhỏ như sinh nhật của Ni á, ba Ni mua cho Ni cái. Cái đồ nào mà càng thì mấy cái này thì nó cũng không có mắc, thấy không? Mấy cái này tự nhiên mà cái mà càng lớn thì nó càng mắc hơn. Giống như, thấy quen chưa kìa? You see it?
Oh wow. Yeah. Chị Quynh là tín đồ của Lego đó. Còn trên kia nữa kìa. Nhiều Lego lắm hả? Kìa, trên kia nữa kìa. Ủa chú Lũ cũng mê Lego đó. Sao anh gì anh cũng mê. Đọc xong anh mua mấy chiếc mô tô lúc mà máy đi ba mua cho con mà mẹ không nhớ hả? Bill Lego lô tô hả chú, mô tô hả chú Lũ? À, bây giờ chú kiếm không ra mấy chiếc máy bay với lại mô tô. Mô tô, mấy bay tàu, rồi mấy chiếc hạm đội chú có hết á. Trời ơi là trời ơi. Nó đưa quá thì đừng luôn á. Chưa có bao giờ mà nhà mình sao mà nó đông người dữ vậy hả con? Hả? Sao mà nó đông người dữ vậy đó hả? Hả? Ô mẹ bắt cho. Nè giờ bà Nhung hỏi nè. Chê có nhớ bà Nhung không? Hả? Smell rabbit. Chê có nhớ bà Nhung không? Hả? Hỏi bà Nhung kìa. Nè bà Nhung hỏi nè ha. Chê có nhớ bà Nhung không? Hả? Có không? Có không? Thôi bà Nhung đi về đi. Không nhớ bà Nhung đi về nha. Ha. Thôi về dì Ni ơi. Hả? Về. Chê nó không có thương mình gì hết à. Chê nó không có thương mình gì hết à. Dẫn Nhi đi về nha. Hả, dẫn Nhi đi về nha. Muốn Nhi đi về không? Nó. Ồ. Mà em lost the bay bên Nhung toe. Ồ, bà bên Nhung toe. Rớt xuống chân bà Nhung á. Rớt xuống chân bà Nhung á. Bỏ đi, bỏ này đi. Mama, look to rabbit. Nè, hổ tiếu, hổ tiếu. What color? À, giờ là bà Nhung sẽ mơ rồi, sẽ muốn tay chay chay nè. Không, cái đó làm mắt, cái đó để cho mắt. Để sau, để sau, cái đó để sau đi. Rồi quay lại đưa cho bà Nhung sẽ muốn tay. Rồi mới sưng môi nha cô chú nè, đưa môi cho cô chú coi, đưa môi chung ra, sưng môi phải đưa ra. Đúng rồi. Thấy chưa cô chú thích cầm tiếng không? Đây nè cô chú nè, sưng môi nè, cái sưng màu này nè, đó cô chú thích màu này thì cứ mua. Trời, hai chị em vô clear nữa trời ơi. Vô đúng luôn á. Ui chào ơi. Ui chút là glitter. À đúng rồi, kim tiếng không hả? Còn cái này cái gì đấy con? Cái này cái gì đấy? Ui con ơi, cái này son thổi nè con nè. Cái hiệu này là của, cái hiệu này là hiệu Claire, hiệu này là mắc tiền lắm nè con nè. Rồi, cô à, bà là cái gì đó, cô chú con nó mua cái này nữa nè cô chú nè. Đó, cái này là cái gì vậy con? Ồ eyeshadow, đúng rồi, cái này là để đánh lên cái phần mắt trên đó cô chú. Quá dữ luôn. Biết cái ai sao rồi. Trời ơi. Thay đồ khác đi nha con. Dạ, thay đồ khác đi. Đặt bây giờ. Lao lắm đó, tào lao lắm. Trời ơi đẹp chưa? Một nước thôi nghe bà Nhung nha. Nước thôi là đẹp rồi. Cho nó màu khô. Đó, rồi cô chú coi coi. Cô chú coi, rồi thổi đi. Đúng rồi, thổi đi. Chưa khoan đụng vô đâu, khoan đụng vô mấy đồ khác đâu. Phải cho nó 5 phút lận. Đây mày cho mày coi coi, cho mày coi coi. Gì vậy? Bà Nhung mở ra cho nó đi bà Nhung. Bà Nhung làm cho. Rồi, cho bà Nhung đánh cho. Bà Nhung để nó đánh này, để nó đánh. Let me đánh, nó let me đánh. Đánh màu nào? Trời chứ một luôn hả? Đó đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đúng chỗ rồi đó. Trời ơi, đánh ở dưới luôn. Nó coi YouTube mà. Quá dữ luôn. Ôi sao hai bên mắt hai màu khác nhau kỳ vậy? Đây nè nè nè, nhìn vô đây. Đây nè, con nhìn vô đây con mới biết con đánh đẹp hay không nè, ta nhìn vô. I can see the eye I make like how it quit. Thấy chưa? Ủa sao không thấy gì vậy? Well, rồi making, ok nhìn đây nè. I'm making like how it quit. Harley Quinn lại. Rồi đánh đi. Harley. Rồi đánh đi, nhìn nè. Sao nó túi thui trời. Ba hồi nè mày quay đây này. Rồi ok vậy nè, về sáng rồi nè. Hãy đánh cho cô chú coi coi. Mama, this light's too bright, so I didn't put blue. Rồi, lại lên. I make rainbow. Cô làm thành con làm thành bảy sắc cầu vồng rồi đó. Let me see closer. Trời ơi, đẹp chưa? Rồi let me see closer đó, nó để nó nhìn gần vô chút nữa coi nó thấy gì chưa. Trời cái miệng đẹp quá, môi son đẹp ghê. Mom, I little bit too much. A little bit too much, đúng rồi. Đánh hơi lố rồi con ha. Con nói đi mẹ. Nó nói mẹ con đánh hơi lố cái miệng con rồi mẹ ơi. Trời ơi mua đồ đẹp ê không.
Thôi đủ rồi, mới tôi nhiều quá rồi sao con đánh gì nữa. Mới nói là too much rồi giờ con đánh gì nữa. Quá sức rồi. Ít thôi nha, nhiều quá là hư cái cây son nha. Này cho Bali, Vinh Trần với Bali không? No, Bali is a boy. À, à Bali là anh trai, không phải sao sông môi, đúng rồi, đúng rồi. Hơi lố không, hơi lố không? Hơi lố không? Có hơi lố không? Rồi đúng rồi, kéo xuống đàng hoàng. Mom, this is so small. À, cái này nhỏ hả con ha? Yeah, can you make it a little bit bigger? Khó trẻ dậy được rồi. Mama, now I want to make it. À, con muốn dài dữ vậy đó hả? Sông môi như đó đủ rồi, hết rồi mua cây khác. Dài dữ vậy đó. Không, ở trong đó là chưa rửa rồi, tối hôm qua mình ăn đó. Nên là bỏ cái nào bỏ dơ, bỏ vô cái mình bấm nút mình rửa thôi. Rồi này lố rồi, cái này quá lố rồi. Quá lố rồi đó con. I told you I make it like that. Oh, upside down. Ừ, upside down rồi, rồi thấy nhiều đó. Thôi rồi bỏ vô cái bỏ vô lại đây này đi. Đây đẹp quá rồi, bỏ vô đi. Đó rồi, đóng nắp. Đóng nắp trái tim lại, đóng nắp trái tim lại. Thôi đủ rồi, đẹp rồi. Gì chưa nữa. Làm sao? Nó phải làm hồi hộp vậy. Ai đánh lên tới đó dữ vậy? Ôi trời trời ghê quá. Đánh gì màu ghê. Audrey. Bản thân giới thiệu, dẫn bạn Audrey vô giới thiệu. Audrey, you wanna do makeup? Yeah, she wanna see puppy. Hi. Giới thiệu nó, giới thiệu đi xin mai bà Nhung. Lỡ lên. Cái đầm đấy đứng ngoài Nhung kìa. Hi, Audrey. Oh, wow, you got makeup. You gotta put it on in a mirror. Audrey, come in, Audrey. Hi, Ori. If you don't use a mirror, Jaden, how are you? How are you gonna help? Audrey, say, Audrey, say hello, ba. Hello, ba. Hello, ba Nhung. Hi. Say, ba Nhung. Oh, that's my mom. Oh, that's my mom. Giới thiệu nữa, giới thiệu nữa. And then I got makeup. Oh, you got makeup. Trời ơi, chay, Audrey mang giày của Flippy kìa chay. Yeah. Trời ơi, hỏi có muốn sơn móng tay không? Trời ơi, Audrey, cảm ơn bạn nha. Yeah. Okay, I have her color for her. Trời ơi, nó dạy, nó nói bà Nhung mà bà Nhung sơn móng tay cho Audrey đi bà Nhung. Sơn móng tay cho Audrey nha. Audrey muốn tự làm. Don't get it outside. Ý lần chơi nó nói don't get it outside có nghĩa là đừng có sơn mà bị lan ra ngoài đó. Nó nói nhắc Audrey đừng có sơn lan ra ngoài đó. Biết Audrey sơn là sẽ bị đi ra ngoài biết không? Oh okay, I see that. Here Audrey, you can use this lipstick. Trời ơi, nói Audrey có thể sử dụng cái son môi này của mình nè. Okay, wait. Đẹp quá rồi. Trời ơi, quá đẹp luôn á. Okay. Trời ơi, Audrey, I miss you nữa. Trời ơi, nói Audrey ơi, mình nhớ bạn lắm. Okay. Thấy thương không? Yeah. Audrey không trả lời gì. Audrey nhỏ hơn chay 6 tháng. Trời ơi, nó đẹp. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Chay đẹp nhất luôn. Chay là đẹp nhất đêm nay luôn. Thôi được rồi, hồi nãy giờ cái gì mà sơn gì nhiều dữ vậy. Audrey, look at Jay đi. How's Jay look? Good. Good? Whoa, who is that? That's Bella. Hi, Bella. Trời ơi, thương không? Don't touch me, bite. Cố động. Hay quá. Hay quá. Con Audrey á, nó hỏi cái con này con gì, cái nó thân này tên là Bella. Cái Audrey nói hello Bella, con Jay nó nói đừng có đụng Bella nha, Bella cắn.
Tự nhiên cái bao là chừng nào con chọc á, bao là giận á, bao là mới nạt con chứ bao là có cắn đâu. Okay. Baby, are we gonna eat on the boat? I want to see it in the boat together. Yeah. I'm gonna get the float off of it now and the other one blown up. What, baby? I said, bye bye. Oh, yeah, bye bye. That's enough. Kêu ba trì á, sếp ơi, sông môi đủ rồi, nhiều quá. Let's get it in the bag. Rồi, ok, chay. A trì em có mang dép lippy kìa chay. So much to learn about. It just make me wanna shout. Chút xíu nha. Lippy. Say lippy. Đúng rồi. À, hai đứa cà nhau là nhau đó. Ok cô chú nha. Bây giờ là mẹ Jay sẽ. À, Audrey look, JD has built a bear. See? Oh, it looks like Anna. Mama, next time we buy hair. À, lần sau là mua tóc cho nó nữa hả con? It's got cat boy. Thôi bây giờ bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú đi Jay. Nói bye bye. Coi được đời nó không? Nó ham chơi rồi cô chú ơi. Bye bye cô chú nha.